Sau đây là 22 bức ảnh thú vị cùng sự thật kèm theo hoặc sự nhảm nhí kèm theo. Chúc các bạn xem vui vẻ. Con mèo này mặc quần tụt mông, đầu đội mũ bảo hiểm, đeo bảo vệ ở khuỷu tay, bọc đuôi và có một trái tim tan vỡ. Bức ảnh biểu tượng của Windows 10, nếu là trước đây có lẽ người ta sẽ nghĩ nó được tạo ra trên máy tính. Bây giờ người ta sẽ nghĩ nó được tạo bởi AI, nhưng thực ra nó được tạo thủ công bằng cách chiếu ánh sáng qua khung cửa sổ. Bức ảnh lon Coca này không hề có màu đỏ mà não bạn đã tự tạo ra nó. Nếu zoom gần vào chúng ta có thể thấy chỉ có hai màu trắng đen mà thôi. Những thứ mà bạn không nên ăn trước khi chạy. Giày của mình, dầu rửa bát, con mèo, máy tính, giày của người khác cũng không được. Chúng ta nhìn thấy mặt trời màu vàng là do bầu khí quyển của trái đất. Thực ra nếu ở ngoài không gian thì mặt trời có màu trắng. Ảo diệu phết đấy chứ. Cầu vồng thực ra có hình tròn. Đôi khi chúng ta có thể thấy toàn bộ cầu vồng từ trên máy bay. Đây là sự khác biệt giữa tầm nhìn của ngựa và con người. Màu xanh dương là phạm vi cả hai mắt. Xanh lục là phạm vi của từng mắt trái và phải. Màu đỏ là điểm mù. Bạn có thể nhắm từng mắt lại và kiểm tra thử xem có đúng không nhé. Một sự nhắc nhẹ về kích thước của trái đất so với mặt trời của chúng ta. Chiều dài bàn chân của bạn bằng chiều dài từ cổ tay tới khuỷu tay. Người ta sẽ không thể lợi dụng bạn nếu bạn là đồ vô dụng. Một con cá voi đang bay lên bầu trời. Thực ra nó đang bơi sát mặt nước, đúng là một trong những vẻ đẹp tuyệt đỉnh của đại dương. Viết ngược tên của bạn lại, đó chính là cái tên ác quỷ của bạn, đứa tên Iagami kìa. Hôm nay một mình lang thang, tôi thấy một cặp đôi trẻ tuổi đang vui vẻ cười nói tại hàng ghế đá công viên. Nó làm tôi nhớ lại những ngày xưa cũ của mình, hồi đó tôi cũng thường thấy cặp đôi trẻ tuổi đang vui vẻ cười nói tại công viên. Hình ảnh quay cận mặt rõ nét của kiến. Hình ảnh của bạn đang nhìn vào lịch sử chi tiêu sau một tháng làm việc vất vả. Bạn lấy can đảm tỏ tình và nghĩ trường hợp tệ nhất thì cũng chỉ là bị từ chối mà thôi. Nhưng cô ấy lại bất chợt khóc nấc lên và nói, em xấu xí đến nỗi anh nghĩ mình có cơ hội sao? Chiếc túi thương hiệu luôn vui tươi này nhỏ hơn một hạt muối, được bán đấu giá 63.000 đô, tương đương hơn 1 tỷ 597 triệu Việt Nam đồng. Bức ảnh chụp lại bàn làm việc của Albert Einstein ngày ông qua đời. Tượng nữ thần tự do ban đầu có màu đồng sáng bóng nhưng theo thời gian mới trở thành như bây giờ do các hiện tượng oxy hóa ô nhiễm không khí bla bla. Điểm cuối của Vạn Lý Trường Thành. Chỉ là hình ảnh một đám tang mà thôi, nhưng nó đi kèm với một câu nói đau lòng. Người đã chết nhận được nhiều hoa hơn người còn sống, vì sự nuối tiếc luôn mạnh mẽ hơn lòng biết ơn. Một điều khác cũng tương tự như vậy, những nụ hôn, cái ôm chân thành và giọt nước mắt hạnh phúc tồn tại ở bệnh viện và sân bay nhiều hơn là ở lễ cưới và những ngôi nhà ngoài kia.